Có, cực kỳ dễ luôn. Có hàu đây dễ lắm em ạ. Chỉ cậy phát là ra. Mình sẽ ao dưới một ít mỡ hành lên này. Đó. Hấp dẫn nhở. Thì ngon không? Cái này mà có thêm tí lạc rang với cả có thêm tí hành phi khô ấy thì ngon phá cháy luôn anh em ạ. Đó. Yo yo, what's up anh em? Chào mừng anh em đến với lại vlog cuộc sống Tây Loan của mình. Thì ở cái video lần trước, cái video mà bọn mình đi bắt cái con ốc vầy voi đấy, thì là bạn của bạn bị đau mồm. Thế rất là nhiều bạn comment là anh ơi, anh hãy cho bạn còi vào một hôm nào khác đi ăn gì nhỉ? Ăn hàu nướng đi. Thì ok, ngay hôm nay bọn mình sẽ làm một cái video đó, chính là cho bạn còi đi ăn tẹt có bọ lẹt luôn. Ăn gọi là tòe mồm ốc vầy voi luôn, nhầm xin lỗi các bạn. Ăn tòe mồm hàu nướng luôn anh em ạ. Và hôm nay bọn mình có chuẩn bị một món, đó chính là món gì nhỉ? Hàu nướng mỡ hành như anh em ơi. Tại vì nhiều bạn comment là anh ơi, hàu nướng mà thêm mỡ hành vào đấy ăn thì tuyệt vời luôn. Thế nên là hôm nay bọn mình sẽ thử, bọn mình sẽ mang thêm ít mỡ hành bọn mình đã làm sẵn ở nhà rồi. Tí nữa bọn mình sẽ làm cái video hàu nướng mỡ hành và cho bạn còi ăn toè mồm luôn anh em ơi. Và đây chính là bạn còi anh em ơi. Đấy. Bạn còi hôm nay mồm đã khỏi rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ cho bạn còi ăn hàu nướng mỡ hành toè mồm luôn anh em ạ. Và bây giờ không lải dài lòng vòng lèo vèo lải dài, mình sẽ cùng các bạn mình sẽ cùng các bạn lên đường đi bắt hàu ở ngoài biển. Ok. Cái gì? Kẹt không? Bắt người ta. Mày cả người. Ok anh em ơi, thì hôm nay là mình sẽ làm cái video đó cho bà còi ăn hàu nướng mỡ hành toè mồm luôn. Thế nên là mình đã mang một cái túi rất là to ấy, với hy vọng là gõ nhiều một chút để cho bà còi và ăn, gọi là ăn đã đời ăn sướng mồm luôn anh em ạ. Đấy, hàu hôm nay rất là to anh em ơi. Chỗ này này, đây, riêng con này rất là to này. Đây em nhìn quay cho các bạn xem. Tạm thời mình sẽ để cái túi của mình ở đây nhá. Ok. Đây con này to chưa? Đây mình sẽ gói cho anh em xem. Dạ. Này anh em ơi, cái con hàu nó cực kỳ to luôn anh em ạ. Đấy các anh em nhìn này. Tí nữa mình sẽ rửa sạch, sau đó mình sẽ kiểu là gõ xung quanh ra, xong mình sẽ mở ra, bọn mình sẽ làm cái món hàu nướng mỡ hành siêu to khổng lồ ấy. Ok. Đấy, một con rất là to. Đó, wow, dễ luôn. Này, này anh em ơi. Đó. Rất là nhiều bạn có comment hỏi là anh ơi, người Đài Loan người ta không ăn hàu à? Thì mình xin trả lời là có. Nhưng mà kiểu dạng là người ta ít thôi. Mình cũng nhìn thấy người Đài Loan người ta ra đây người ta gõ hàu về ăn mà. Đấy, người ta gõ những cái con to này. Mấy cả người ta kiểu dạng là có thuyền ấy hay là có gì ấy, người ta đi ra xa ngoài kia người ta gõ những cái chỗ khác ấy. Con hàu nó còn to khủng khiếp luôn anh em ơi. Đấy, mình gõ ở chỗ gần này thì con hàu nó cũng chỉ thế này thôi. Chỉ thế này là ăn rất là ngon rồi anh em ạ. Đó. Đây này. Cậy luôn, không cần gõ, cậy luôn. Đấy. Hôm nay mình chỉ cần gõ khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi. Nhiều thì là 1 tiếng, còn không mình gõ 30 phút thôi là con ăn toè con bò lè rồi, ăn toè mồm rồi. Đây con này, đây em nhìn. Ui. Gõ phát nó phụt nước vào mặt mình luôn. Đấy, cái con này người dày thì ăn thì rất là ngon này, em nhìn này. Đó. Tí con này nữa sẽ là nướng mỡ hành. Em quay cho mọi người xem này. Đấy, hàu nó mọc kiểu dạng như nở hoa luôn này em ơi. Đó, rất là nhiều, kiểu dạng như là một vườn hoa, kiểu hoa bắp cải. Đúng không? Em nhìn thấy giống hoa bắp cải không? Giống nhỉ. Đây chỗ này này, dưới mình chỉ cần chọn những con to là mình gõ thôi. Đó. Thế bảo là thấy nhiều anh em comment là cái con hàu này ở Việt Nam khá là đắt. Đúng không? Con này ngoài chợ bán cũng đắt mà. Ở Việt Nam cũng bán à? Có chứ. Em đâu có biết đâu. Ở quê mình thì không có, tại vì quê mình là vừa quê vùng nông gì nhỉ? Đồng bằng. Ở ngoài đằng khu biển một chút là người ta bán nhiều mà. Đó, một tảng luôn. Ủa, con này to chưa này? Wow, anh em ơi nhìn này. Này anh em ơi, con này người dày thôi rồi anh em ơi. Đấy, người nó dày chưa? Con này mình đảm bảo rất là nhiều thịt luôn. Tí nữa cho mỡ hành vào là cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đấy, con này người khá là dày luôn anh em ơi. Đấy, con này tí nữa nướng lên xong là đổ thêm mỡ hành vào thì ngon ngon bá cháy luôn anh em ạ. Thì mình cũng xin cảm ơn những cái bạn mà comment là anh ơi, anh hãy thử ăn món gì nhỉ, hàu nướng mỡ hành đi, hãy là kiểu làm mỡ hành rồi mang đi, rồi là nướng với cả mỡ hành đấy, ăn sẽ rất là ngon. Đấy, rất là cảm ơn các bạn. Tí nữa mình sẽ thử cái xem là cái độ ngon của nó sẽ tuyệt vời như nào. Đấy, ok anh em, rất là cảm ơn bạn, cũng như là mong rằng các bạn sẽ đóng góp thêm ý kiến, ví dụ như là với con món ốc vòi voi thì các bạn sẽ làm như thế nào ngon, ví dụ như là kiểu xào xả ớt chẳng hạn, hay là xào sốt me chẳng hạn. Đấy, mong rằng anh em sẽ đóng góp ý kiến phía bên dưới nhá. Ok anh ơi, vẫn chưa xong à? Cái chỗ này nó nhiều con to lắm, anh thử bó vài con to về ăn cho nó sướng mồm. Sướng mồm, chỗ này nhiều con to lắm, kiểu dạng là chỗ này ít người ra gõ anh em ạ, nhiều con to cực kỳ luôn. Anh ơi, ơi qua nhiều chưa hả? Nhiều chưa? Khá khá rồi, chắc là thôi nhỉ. Có thôi, thế đi rồi. Em đói rồi. Đói chưa? Đói rồi. Ok, đây có lúc này rồi là lên nướng nhá. Ok, đây nhưng mà nhiều con to lắm em ạ. Thế có đi đâu là lại thấy con to đến đấy. Đó, thôi để dành lần sau. Ok, thế thôi vậy.
Ok anh em ơi, mình gõ chỉ khoảng 30 phút thôi mà nhiều dã man luôn anh em ạ. Đấy bây giờ mình sẽ đi thu về. Đấy mình có mình vứt đầy lên luôn. Sẽ đi thu về sau đó là tí nữa về kia mình sẽ lọc rồi mình sẽ rửa sạch. Đó. Đấy toàn những con to này em nhìn này. Đó, nhiều không? Ok, ăn trống luôn. Chỗ này luôn. Anh em nhìn này. Mình cứ gõ xong là mình vứt ở đây thôi. Bây giờ đi nhặt. Tí nữa về kia rửa. Ok này anh em ơi. Đấy mình gõ chỉ khoảng 30 phút thôi là đã được một bọc, được nửa bọc rồi. Đó. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi về, bọn mình sẽ lọc này rồi rửa này, sau bọn mình sẽ nướng mỡ hành nhá. Ok. Ok anh em ơi. Đấy thì sau bao nhiêu là gian nan vất vả khoảng 30 phút. Đấy ok, gian nan vất vả 30 phút thì bọn mình đã gõ được một đống hàu này anh em nhìn này. Đó, một đống. Thì bây giờ bọn mình sẽ lọc ở đây, sau đó là mình sẽ lấy những cái con to ấy rồi là mình sẽ cây miệng ra rồi bọn mình sẽ mang về, bọn mình sẽ làm món hàu nướng mỡ hành siêu to khổng lồ và mời anh em cùng mình thưởng thức. Ok. Và bây giờ bọn mình sẽ bây giờ là mình sẽ lọc ra đã. Ok. Đấy. Video sau vợ chồng mình sẽ đi ra kiếm chỗ nào biển nào xoay cua đêm nhỉ. Đó. Lần trước đi xoay cua đêm chả được con nào, phí quá mà đã thế lại còn đen bị hỏng thủng lốp xe chứ. Ui. Dòng bộ cả chục cây số sợ thật. Đây này anh em ơi. Đấy những con hàu rất là to luôn. Đấy mình rửa sạch sau đó mình sẽ gọi là gõ cái miệng để cho nó hơi hé hé ra. Tí nó nướng nó sẽ dễ mở hơn. Đó. Rất là nhiều con hàu nhỏ nó bám xung quanh. Đấy. Gõ phát nó phun cả nước ra. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, rửa sạch là đẹp ngay. Ok, lại được thêm con nữa nha. Con này bé tí luôn. Con này mỏng dính luôn. Này anh em nhìn này. Đấy, buồn cười không? Nhìn như của con trai ấy nhỉ? Trông như cánh quạt ấy. Kiểu như cánh quạt ấy. Gõ nhẹ nhẹ ra. Đó, ok. Em nhìn anh gõ em thích lắm. Thì đi làm cái video sinh tồn kiểu này ấy, kiểu dạng là nó mệt nhưng mà nó vui. Kiểu nó hoang dã đấy. Đấy. Sau này về Việt Nam hy vọng là sẽ được về quê bạn nào đấy ở gần biển là cùng các bạn đi gõ hàu hay là đi bắt hải sản biển. Đấy. Rất là nhất là đi soi đêm, mình rất là thích đi soi đêm luôn. Ok anh em. Đấy thì bây giờ là tất cả chỗ hàu mà mình gõ được đây. Thì bây giờ mình sẽ cậy một vài con to ra, mình sẽ nướng với mỡ hành đây cho anh em xem luôn. Đây cho anh em xem mỡ hành mình chuẩn bị sẵn ở nhà đây. Đó. Anh em nhìn này, cứ thích chưa? Đấy thì cái mỡ hành này thì mình cũng không biết làm như thế nào, mình cũng chỉ học trên mạng thôi, mình làm theo thôi. Đó, tiếc là không có lạc với cả hành phi. Nếu mà con lạc với hành phi nữa thì còn con nữa. Đó ok. Thì tạm thời mình sẽ để đây. Tí nữa mình sẽ cho vào, bây giờ mình sẽ nướng một vài con to đã. Đây anh em nhìn này. Đấy con hàu mà nó cậy ra vẫn còn sống này, nhìn nó hơi xanh xanh này. Đấy bây giờ mình sẽ để đây, sau đó tí nữa mình sẽ dưới ít mỡ hành lên nhá anh em nhá. Mình sẽ dưới một ít mỡ hành lên này. Đó. Hấp dẫn nhỉ? Nhìn ngon không? Cái này mà có thêm tí lạc rang với cả có thêm tí hành phi khô ấy thì ngon quá cháy luôn anh em ạ. Đó. Wow. Đó. Ok. Và công việc bây giờ của mình nó chỉ là chờ một lúc nữa để thưởng thức hàu nướng mỡ hành ngon tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh đang nhìn gì đấy? Thèm. Thèm. Chỉ đợi nó chín là hấp luôn thôi. Xem anh em nhìn hấp dẫn không? Nhìn nó sủi lăn tăn này. Đó. Đấy con này chín rồi, con này chín rồi. Ok để anh thử thức con này em nhé. Em thấy mùi thơm thơm rồi đấy. Thơm chứ, hàu nướng mỡ hành mà. Qua wow, nóng quá. Qua. Wow. Ok. Đây là con hàu nướng mỡ hành đầu tiên và cũng là con đầu tiên mình được ăn luôn. Đấy từ trước giờ mình chỉ gọi là ăn bát chanh thôi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức con đầu tiên là nướng mỡ hành để xem cái cảm giác nào nhá. Ok. Em có biết cảm giác mà ăn cái con hàu nướng mỡ hành nó cảm giác gì không? Nó phê thật óc em ạ. Nó mặn của vị biển này. Nó béo của một ít mỡ với cả một ít hàu này, kiểu là béo của mỡ với hàu nó hòa với nhau ấy. Nó thơm mùi hành. Đấy nó, đầu tiên anh nghĩ là ăn nó kiểu béo thôi nhưng mà không ngờ ăn nó kiểu mặn mặn rất là ngon luôn. Ok anh em và bây giờ là con tiếp theo sẽ cho bà còi. Đấy, đây con này chín này em ơi. Đây à. Đấy, hôm nay cho bà còi ăn gọi là toe mồm luôn. Em ăn em nêu cảm nhận cho mọi người xem. Nóng đấy nhỉ? Nóng đấy, cẩn thận nhá. Nóng đấy. Tại vì đổ hết nước rồi. Tại vì nó có một chút mỡ nó nóng. Đó. Em gửi phát nhá. Ừ. Ôi, thơm không? Thế. Chuyện tại vì nó có đấy nước bọt đúng không? Thơm thật mà. Anh nhìn em ăn này anh còn thèm. Lần đầu tiên anh được ăn cái kiểu này nó thơm mà nó mặn mặn mà nó ngon nhá. Anh thử xem, khều một phát.
Thích. Nào. Đấy, em ăn đi. Em mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người cùng mình thưởng thức. Đó. Xèo một phát thật to vào mồm. Nhưng mà trước tiên là phải thổi thổi đi cho nó nguội đã. Nào. Thơm thật. Ăn đi. Ngọt đúng không? Ngọt nè. Ngọt mặn mặn đúng không? Ừ. Như là anh nói. Thơm thật. Thơm thật. Anh nhìn em ăn anh còn thèm cơ mà. Không biết là các bạn có thích cái món hàu nướng mỡ hành không nhỉ? Thơm đấy. Đấy. Nó vùng tay ra là. Wow. Con này thì đảm bảo ngon bá cháy luôn anh em ơi. Ok, con này mình sẽ bắt một chút chanh vào để cho bà còi thưởng thức nhá. Bà còi chưa được ăn cái kiểu rằng là hàu nướng xong bắt chanh vào này. Xin mời tất cả mọi người. Nào ăn đi. Liêu cảm nhận. Hàu vắt chanh. Ui. Nó có một chút vị chua chua đúng không? Chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Ngon. Quá là ngon luôn. Tuyệt vời đúng không? Ok anh em. Mình sẽ lại thưởng thức cái món hàu nướng mỡ hành nhá. Khả năng là mình nghiện cái món này rồi. Đấy. Mỗi muốn ăn là cảm xúc nó chảy trẻ em ạ. Nó ngon quá. Công nhận rất là ngon luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ thưởng thức một phát hàu vắt chanh. Ủa, ngon quá. Có phải là chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay đúng không? Không mặn, có cay. À không có cay. Đúng không? Rất là ngon luôn anh em ạ. Không có từ gì diễn tả luôn. Quá nó ngon. Con này mình sẽ ăn không vắt cái gì cả và cũng không cho hành. Để cảm nhận cái vị ngọt của nó như nào nhá. Xin mời tất cả anh em nhá. Nó béo béo mà nó kiểu rằng là nhún nhún như kiểu là ăn đậu ấy. Rất là ngon luôn. Đây anh em nhìn này. Đấy con hàu nhìn nó nướng lên nó béo. Nhìn rất là ngon luôn. Đấy em ăn đi. Em ăn nhá. Chơi luôn đi. Lại phê đúng không? Lại thèm đúng không? Chưa bao giờ hết chán hàu luôn. Chưa bao giờ chán luôn. Tại vì hải sản ăn rất là ngon luôn. Anh em nhìn này. Đó. Hấp dẫn chưa? Làm phát nữa nhá. Xin mời tất cả anh em nhá. Ngon lắm. Rất là ngon luôn anh em ơi. Ê, con hàu nướng nhìn nó to, nhìn nó hấp dẫn không? Đấy, em ăn đi. Nêu cảm nhận xem nào. Nhìn nó đẹp nhở. Nhìn nó kiểu to, nó nướng lên, nhìn nó hấp dẫn. Thèm quá. Không lỡ ăn luôn nhá. Không thì không lỡ ăn thì em cầm về em để trưng được. Trời ơi, xinh thế. Làm phát. Uống nước chưa đã? Uống đi. Uống nước rất là ngon đúng không? Nó mặn. Nó mặn mặn mà nó ngọt ngọt nữa cơ. Xin mời tất cả anh em nhá. Giống cái bông tai. Ăn đi, nêu cảm nhận cho anh em xem nào. Đẫy mồm luôn. Đúng chính xác video lần này là gọi là đi ăn tè mồm, ăn vỡ mồm luôn. Ăn ngập mồm luôn đấy. Ngập chưa? Phê chưa? Lần sau lại ra đây tiếp nhá. Ok anh em. Thì là một bữa ăn hôm nay còn no lên anh em ạ. Đấy. Bà coi bà ấy đang ở trong kia, bà ấy ăn những con cuối cùng. Đấy, mình thì mình no rồi. Còn bà ấy là thưởng thức những con cuối cùng, kiểu bà ấy máu ăn đâu. Mình thì không máu ăn lắm đấy, ok. Thì thực sự là cũng máu ăn nhưng mà nói là không ăn cho lắm cho đỡ ngại thôi. Đấy, ok. Thì là chắc là video lần tới bọn mình sẽ lại đi soi đêm hoặc là đi bắt cua hoặc là bắt hàu. Thì nếu mà anh em thích ấy, anh em hãy like video cũng như là đóng góp ý kiến phía bên dưới để mình có thể làm những cái món ngon gửi đến cho anh em xem, ví dụ như là hàu nướng mỡ hành chẳng hạn đấy. Rất là cảm ơn các bạn đã đóng ý kiến nha. Ok, bye bye anh em.